Dạ, Hùng Thị Phú mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư ở trong nước cũng như ngoài nước đã ghé thăm kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng và website hungthiphu.vn của Hùng ạ. Cô chú thân mến, hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến nhà mình một lô đất nằm trên con đường là đường Thiệu Quang Phục, vị trí là khu Đông Mương, đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. Đây là khu vực mà có những ngôi nhà cũng như là những lô đất biệt thự nằm trên con đường này, và vị trí của nó thì cách cái khu mà bến du thuyền của mình gọi là Crystal Bay á, chỉ có khoảng là 500 mét thôi. Và cái khu vực này á, đi ra biển và bãi tắm của mình á, thì đâu đó rơi vào tầm khoảng là 1 km là mình ra tới biển và bãi tắm, rất là gần biển đó. Thì đây là một lô đất có diện tích là 72 mét vuông, với chiều ngang của nó là 4 mét rưỡi và chiều dài của nó là 16 mét, và pháp lý là sổ hồng đất ở đô thị 100% full thổ cư. Và lô đất này nằm trên mặt tiền đường ngay tại đây, thì Hùng sẽ review và giới thiệu đến nhà mình. Thì nếu mà mình đi chạy thẳng ra con đường này khoảng 500 mét, Hùng nói 500 mét là nó hơi dài một tí, nhưng mà thật ra có 2 đến 300 thôi là ra tới ngay tại bến du thuyền của mình, Crystal Bay. Đó, bến du thuyền ngay tại đây. Và đi ra phía bắc đây thì khu vực này có rất là nhiều cái resort cũng như là nhiều cái dự án lớn, như là dự án Vega City của mình. Đó, thì từ đây mà ra dự án Vega City của mình thì đâu đó rơi vào khoảng 1 km rưỡi, và cái dự án resort lớn ngoài kia cũng rất gần. Đó, thì đây là con đường mà trên này là con đường mà có rất là nhiều cái biệt thự, vị trí là biệt thự đó. Đó, mấy cái nhà ở đây cũng rất là đẹp. Đó, nhà ví dụ như nhà đây là của cô ở trên Đắk Lắk nè, còn nhà của chú này là ở trên Đà Lạt nè. Đó, và đây ở phía này thì chúng ta có mấy cái biệt thự to đẹp như thế này. Đầu tiên là cái này, và đi xuống dưới kia thì chúng ta có một cái biệt thự vườn sinh thái dưới kia, và đi ra bên kia thì có một cái biệt thự siêu to khổng lồ nữa. Đó, thì hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến nhà mình lô đất 72 mét vuông này ở phía trước đây. Đó, đường đây là đường hiện trạng, đây là đường nhựa rộng khoảng là 15 đến 20 mét. Đó, và dân cư ở đây thì ở rất là yên tĩnh và không khí trong lành mát mẻ. Ở đây Nha Trang của mình là có hai cái khí hậu, một là khí hậu biển, và khí hậu tiếp theo là ở trên núi đây là giống như khí hậu của Đà Lạt của mình vậy, nên là ở chỗ này sẽ rất là tuyệt vời. Đó, và lô đất mà Hùng muốn giới thiệu đến nhà mình là 72 mét vuông nằm phía sông đây, ngay cạnh cái bờ tường lô đất này. Đó, tính từ bờ tường này, vị trí ngay tại bờ tường bên đây trong này nè, đi ra đến cái chỗ này là khoảng 4 mét rưỡi, từ đây đi vào bên trong là 4 mét rưỡi, và dài chiều dài của nó thì đi ra tới đằng sau đây, ra sau chiều dài của nó là từ vị trí ngay phía trước đây nè, đường này đi ra tới bờ sau đây là của nó khoảng 16 mét. Như mình dựa theo cái căn nhà này đó cô chú. Thôi bây giờ Hùng sẽ chuyển màn hình về phía mặt trước của lô đất này để cho cô chú nhìn cho rõ và dễ hình dung hơn ha. Đó, thì đây là trong này có tất cả là 2 lô nè, thì chiều ngang của mỗi lô là 4 mét rưỡi, thì 2 lô ghép lại là 9 mét. Nhưng mà Hùng là Hùng bán cái lô từ bên vị trí bên này qua đến cái bức tường bên đây thôi. Đó, đây là nhà của cô chú ở người Đà Lạt nè. Đó, lô này là chiều ngang từ tính từ vị trí tâm ngay đây nè, 4 mét rưỡi, đi qua bên đây là ngang 4 mét rưỡi nè, và mình đi thẳng ra sau đây là 5 mét. Đó, 5 mét thì ở lộ 16 mét chứ xin lỗi cô chú, đi thẳng ra sau là 16 mét. Dựa theo cái bức tường ngay đây, ra tới cái chỗ cái bức tường của cái căn nhà này. Đó, mình cứ dựa theo cái chớn ngay tại ra tới cái bức tường này ngay chỗ đây. Đó, cô chú ra chỗ cái góc tường của cái nhà này. Đó, là
Tổng hết diện tích của lô đất này là 72 mét vuông nha. Đó, 72 mét vuông, ngang nó là 4 mét rưỡi, dài 16 mét. Và đất ở đô thị 100% full thổ cư. Đó, và vị trí cách biển là 500 mét. Cách bãi tắm của mình thì tầm khoảng 1 km, và cách khu resort, cách cái khu resort và bến du thuyền của mình Crystal Bay á, thì chỉ có khoảng là 500 mét thôi. Đây đi ra chợ là chợ Ba Làng. Chợ Ba Làng của mình nó thì đường lẻ Ba Làng ngay chỗ đường Lý Thái Tổ đây thì tầm khoảng 1 km. Đó. Từ đây mà đi ra biển thì rất là để Hùng sẽ lấy máy bay Hùng bay một vòng để cho cô chú nhìn cho rõ nha. Dạ, thưa cô chú, thưa anh chị và thưa quý nhà đầu tư thân mến, bây giờ Hùng muốn xin nhà mình khoảng 10 phút để Hùng bay flycam á, Hùng giới thiệu cho nhà mình biết được là xung quanh cái lô đất của mình nó có cái tiện ích gì. À, mình có thích cái vị trí này hay không để mình có thể dễ dàng ra quyết định đầu tư á cô chú. Đó thì phía trước của mình chính là cái lô đất, thì Hùng có khoanh vùng cái màu đỏ đỏ lại á để cho mình có thể dễ hình dung hơn á. Đó thì ngang của nó thì là 4 mét rưỡi, dài của nó 16 mét và hướng của nó là hướng về hướng bắc ạ. Đó thì bên cạnh có mấy căn nhà cũng to to của mấy cô chú như là ở Đắk Lắk và ở Đà Lạt xuống á, cũng sắm cái này rồi xong rồi cũng để đó thôi. Đó thì chỗ này nó là phù hợp cho mình có thể đi tắm biển mỗi ngày ạ. Nếu mình ở chỗ này thì hàng ngày mình có thể đi ra tắm biển rất là gần, với đi bộ hoặc là đi xe máy đều có thể ra tới biển và bãi tắm được, với đâu đó rơi vào khoảng tầm 1 km và khoảng mất 5 phút là mình ra tới biển và bãi tắm của nhà mình ở đường Phạm Văn Đồng ạ. Đó, bây giờ Hùng sẽ bay lên cao một tí để mình nhìn cho rõ và tổng quan hơn nha. Đó, lô đất của mình nó nằm ở giữa hai cái căn nhà này. Đó, lô này là lô số 5. Đó, cái nhà bên cạnh là lô số 4 và kề cái lô đất của mình Hùng giới thiệu nhà mình là lô số 5 đường Triệu Quang Phục. Đó, Hùng có khoanh vùng màu đỏ lại như thế này để cho nhà mình dễ hình dung nè. Đó, mình nhìn từ trên cao là mình thấy là ở phía trước là con đường nè, rồi sau đó vào cái lề rồi xong đến tới cái lô đất của nhà mình. Đó, và qua bên đây thì có mấy cái lô đất gốc như thế này. Đó thì bây giờ Hùng sẽ bay lên cao một tí tí để cho mình có thể nhìn xa xa thấy được biển nha. Đó, bây giờ Hùng cao lên một tí rồi, cô chú nhìn ở xa xa là đã thấy biển đường Phạm Văn Đồng Nha Trang của mình rồi đó. Đó, và phía xa xa là đường chỗ tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều và khu vực trung tâm thành phố Nha Trang của mình đây. Đó, khu này thì vài năm nữa Hùng chắc là sẽ rất là phát triển, bởi vì nhà cửa ở đây ở cũng rất là đông rồi, và đặc biệt có cái điểm nhấn đó là gần cái chỗ Vega City với lại bến du thuyền á. Thì sau này Vega City mà nổi lên thì nó sẽ mà kéo theo cái khu vực này rất là phát triển cô chú ạ. Đó, Hùng khoanh vùng màu đỏ đỏ phía trước vị trí lô đất của mình á, mình coi với vị trí và mình nhìn thấy được biển phía trước đó thì biết rằng nó là lô đất nhà mình nó rất là gần biển. Để Hùng bay vào gần gần lại cái lô đất để mình cho dễ hình dung á. Đó, Hùng đang bay ở xe để nhà mình thấy biển rồi bay về lại để mình thấy đất của mình. Ở đây Hùng về lại tới lô đất của nhà mình rồi đây ạ. Đó, đây ngang của nó 4 mét rưỡi, dài là 16 mét, tổng diện tích 72 mét vuông ạ. Đó, giá là 45 triệu một mét, có thương lượng nhẹ cho mình. Và Hùng sẽ bay, nếu mình đi ra biển thì có thể đi bằng con đường Nguyễn Dữ này ạ. Phía trước của mình đây là đường Nguyễn Dữ, là cũng là một con đường trục chính trong cái khu đường đệ này, và mình đi thẳng ra là mình tới bến du thuyền và biển luôn. Đó, đi thẳng hết con đường này là xuyên qua là mình tới bến du thuyền và biển và khu đất biệt thự lấn biển ở đây. Đó thì đó, có thể là đi bằng con đường Nguyễn Dữ này đi thẳng ra, hoặc là đi qua đường Triệu Quang Phục này, mình có thể đi bằng con đường Triệu Quang Phục này. Đó, bây giờ Hùng sẽ bay về đường Triệu Quang Phục của mình. Đó, bay về Triệu Quang Phục này tới ngay tại vị trí lại lô đất của mình để cho mình ngắm nghía. Đó, Hùng ngóc đầu lên là để cho cô chú thấy rằng là con đường này đi ra tới biển rất là gần đó. Đó,
Bên dưới đây là cái lô đất của nhà mình. Hùng bay tới để mình biết thấy được cái sự liên quan trên cái con đường này đó. Và bây giờ Hùng sẽ bay từ vị trí đất này đi ra tới chỗ bến Du Thuyền cho nhà mình, cho cô chú rồi xem nha, xung quanh là có cái gì, là có tiện ích như thế nào để mình có thể dễ dàng nắm bắt, dễ hình dung và dễ dàng mua cái lô đất này mình xây để ở hoặc là xây mua để đầu tư ạ. À, nếu mà cô chú mà có xây dựng thì bên Hùng có công ty xây dựng nè, công ty đồ gỗ nội thất nè, công ty tư vấn thiết kế cho mình nè, đó đầy đủ các nhu cầu của mình, đáp ứng hết tất cả các mọi nhu cầu luôn. Đó, thì về quy hoạch thì đây là đất ở đô thị 100%, nên là cô chú yên tâm. Sau này là cô chú cần kiểm tra quy hoạch thì cứ gửi Hùng ít phí, Hùng sẽ kiểm tra cho mình. Đó, nhà mình đó, lô đất của mình nó gần với lại cái biệt thự xanh như thế này. Đó, đây là cái biệt thự có từ 2 năm rồi. Đó, đây là biệt thự rất là đẹp, bên trong người ta làm cái nhà vườn nè. Đó, bên cạnh có cái biệt thự nữa nè. Đây là con đường đi thẳng ra cái chỗ mà khu du lịch Crystal Bay, còn gọi là bến du thuyền của mình á. Đó, thì bây giờ Hùng sẽ bay bay ra tới cái con đường, theo con đường này để cho nhà mình tới, để mình ngắm được cái bến du thuyền của nhà mình nha. Đó, đây là bến du thuyền và biển. À, buổi sáng người dân Nha Trang người ta ra đây ta đi chơi với lại ta cà phê rồi ta ngắm biển rồi ăn sáng ngay tại chỗ bến du thuyền Crystal Bay nè. Rất là nhiều luôn cô chú, người ta lên trên cái thuyền đó, người ta ngồi ta ăn sáng ngắm biển. Nha Trang của mình có rất là nhiều người giàu người ta ra tới đây. Đó, đây là khu vực mà đẹp và nổi tiếng nhất tại Nha Trang của mình trên đất liền. Đó, và nhìn xa xa ra kia là thấy đảo Vinpearl của mình luôn. Đó, đây là toàn cảnh khu vực bến du thuyền của nhà mình đây. Đó, khu Nha Trang của mình đây. Đây là thuộc phía bắc của thành phố Nha Trang và khu vực núi Cô Tiên Nha Trang của mình ạ. Đó, thì ở đây có hai cái tòa nhà căn hộ La Luna, Suite La Luna này, thì hai cái tòa nhà này cũng đang hoàn thiện chắc cỡ khoảng 80% rồi, còn 20% nữa là khi nào mà chỗ này hoàn thiện thì người dân về ở đông thì khu này chắc chắn sẽ sầm uất và nhộn nhịp, thì lô đất của chúng ta ở đây thì cũng sẽ ăn theo ạ. Đó, Hùng quay qua quay lại để cho nhà mình ngắm nhìn thấy cái bến du thuyền này. Đó, nhà mình thấy có bến du thuyền này có đẹp không ạ? Đó, không khí nước biển sâu trong xanh Nha Trang rất là đẹp đúng không ạ? Đó, Nha Trang là một nơi mà gọi là đáng sống nhất. Đó, nếu mà mình mua lô đất này thì đặc biệt là mình sẽ được rất gần biển và đi tắm biển ạ. Đó, Nha Trang của chúng ta có cái biển mà rất là đẹp và được rất là nhiều cô chú anh chị ở trong cũng như ngoài nước yêu mến mến. Thì bây giờ nếu mà mình đi theo cái con đường Phạm Văn Đồng này đi ra chỗ này còn gọi là Bãi Tiên, thì đi ra Bãi Tiên thì chúng ta sẽ thấy là một là cái chỗ resort Crystal Bay bến du thuyền này, hai là cái khu nhà hàng ở ngay đoạn giữa núi Cô Tiên này đó, để Hùng bay xe xe ra cho mình thấy nè. À, đây là đoạn nhà hàng và cái khu ăn chơi của người dân du lịch ở ngay chỗ này chân núi Cô Tiên nè. Đó, và đi ra tới một xíu nữa là người ta mình sẽ thấy cái resort Emiana ngay tại chỗ đây. Thì khu resort Emiana này nó cũng nổi tiếng và được vinh danh 6 sao, và đi ra chỗ Emiana này nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là có dự án, đây là dự án Vega City. Đó, đây là dự án Vega City hiện tại đã xây lên tầng cao rồi và chắc cỡ cuối năm sau 2021 2022 23 23 chứ. Cuối năm 2023 là có thể hoàn thiện cái Vega City này, thì lúc đó khu vực phía Bắc Nha Trang của chúng ta sẽ bắt đầu sầm uất và nhộn nhịp lên. À, thu hút rất là nhiều cái khách du lịch ở trong ngoài nước sẽ ra ngồi đây chơi, mua sắm, giải trí. Đó, đây là toàn bộ cái núi Cô Tiên của nhà mình. Đó, núi Cô Tiên này tương lai sẽ quy hoạch rất là đẹp, cô chú anh chị ạ. Đó, đây là hướng vào cái khu dân cư và vị trí lô đất của mình lúc nãy Hùng review cho nhà mình xem á. Đó, bên dưới chúng mình đây là toàn cảnh bến du thuyền này. Đó, bây giờ Hùng sẽ bay về lại vị trí lô đất của chúng ta nha. Đó, để Hùng ngắm nghía thêm cho nhà mình ngắm nghía thêm một tí nữa rồi Hùng sẽ bay về lại vị trí lô đất của mình. Đó, bên dưới chỗ là chỗ neo đậu tàu thuyền du thuyền của nhà mình ở đây nè cô chú. Đó, bây giờ Hùng sẽ tiếp tục bay về lại
cái vị trí lô đất nhà mình nha. Đó, đây là đường Phạm Văn Đồng này. Đường Phạm Văn Đồng này nó nổi tiếng, Nha Trang rất là nổi tiếng vì đi dọc theo con đường Phạm Văn Đồng này đều có biển cả. Đó, Nha Trang của mình được có con đường Phạm Văn Đồng này rất là dài và nối ra tới Lương Sơn của mình, và đi dọc theo đường Phạm Văn Đồng này đều là thấy biển, và biển rất là đẹp. Đó, Hùng đang hạ cánh từ từ dần dần xuống đi về lại cái khu dân cư của mình. Trong cái khu dân cư này là có cái lô đất mà Hùng muốn giới thiệu nha mình đấy cô chú ạ. Đó, thì giá 45 triệu một mét nhân với lại 72 mét vuông thì chúng ta sẽ được là biết được là cái số tiền là chúng ta cần phải trả cho lô đất này là bao nhiêu tiền ạ. Đó, thì Hùng đang dần dần đi về lại cái vị trí lô đất của mình. À, ngay bên dưới chúng ta chính là đường Phạm Văn Đồng này. À, đi vào bên trong là đường nội bộ. À, đây là đường Bùi Huy Bích và đường này là đường Triệu An Phục. Đó, trên cái dãy đường Triệu An Phục này chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái lô đất biệt thự ở đây, và người ta cũng sở hữu từ rất là lâu rồi, giá dao động từ 48 đến 49 triệu một mét vuông cho những lô đất biệt thự này. Có người thì người ta bán rẻ thì nó sẽ khoảng 42, 43. Đó, nhưng mà ở đây lô đất biệt thự thì nó rơi vào tầm khoảng là 200 đến 300 mét, thì mua nó cũng nhiều tiền, hơi bị nhiều tiền của mình. Đó, thì được cái là khu vực này là khu vực gần biển, và nếu mà Nha Trang, về Nha Trang mà chúng ta ở trên Mỹ Gia thì nó lại xa biển và không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà nếu mình ở khu vực này thì đặc biệt là nó rất là gần biển thì mới đúng nghĩa là chúng ta đang sống tại Nha Trang ạ. Đó, thì Hùng đã về lại cái vị trí là gần cái lô đất của nhà mình rồi. Ở đây có cái biệt thự rất là đẹp, thì Hùng sẽ bay một vòng xung quanh cái biệt thự này cho cô chú xem. À, bên dưới đây là người chủ, người ta mua cái lô đất này ở ngoài để người ta làm nhà vườn rau sạch để người ta ăn, và bên trong thì thiết kế là cái biệt thự này xung quanh đây là trên dưới trong ngoài rồi, trồng cây cảnh cây xanh rồi rất là đẹp. À, giống như nhà được sống và hòa mình với thiên nhiên luôn. À, đây là cái căn biệt thự này thì có khoảng 2 năm đổ lại đây rồi. À, thì mình sống ở khu này là nói chung là thu hút cũng được rất là nhiều người giàu, người ta sống ở đây, thì mình sống ở đây thì sẽ được văn minh hơn và thân thiện hơn, và nói chung là người dân ở đây cũng rất là có ý thức rất là cao và không có gây ồn ào, cũng không có trộm cắp, nên là ở đây rất là yên tĩnh cô chú và rất mát. Chúng ta hưởng được hai cái không khí, đó là không khí Đà Lạt và không khí Nha Trang. Ở đây bởi vì có rừng núi, trên núi Cô Tiên thải cái ấy cái oxy xuống rất là nhiều, và gió biển thì thổi lên, chúng ta ở đây sẽ rất là mát mẻ cô chú ạ. Đó, bây giờ ông sẽ bay dọc trên cái con đường này là những lô đất biệt thự này để đi về lại cái lô đất của chúng ta, để cho cô chú nhìn thêm một lần nữa, và chúng ta kết thúc video ạ. Đó, thì Hùng cảm ơn chân thành tất cả quý cô chú ở xa ở gần đã yêu mến và ủng hộ cho Hùng. À, và kênh YouTube Bản Đất Nền Nha Trang của Hùng ạ. Đó, thì đây là cái biệt thự nè, bên trong người ta cũng có hai hoặc ba lô ghép lại để người ta làm nhà vườn như thế này. Đó, thì cô chú nào thấy hay hữu ích và video của mình của Hùng mang lại nhiều giá trị và cho mình đó, thì cô chú hãy tặng cho Hùng một like bên dưới video này nha, để Hùng có thêm nhiều động lực Hùng làm video mới giúp cho cô chú có thể ở xa mà ở nhà mình có thể mua đất online luôn, không cần phải đi xa. Đó, thì mình chỉ cần ngồi tại nhà mình cũng có thể mua được đất luôn cô chú ạ. Hùng sẽ nhận cọc và làm mọi thủ tục giấy tờ cho cô chú. Cảm ơn cô chú.